Hello tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến quay trở lại với channel của mình. Hôm nay trong clip mới mình hướng dẫn các bạn một thủ thuật đó là tạo chữ chạy ngang màn hình trong Premiere CC 2017. Thì đầu tiên các bạn khởi động Adobe Premiere lên cho mình. Rồi, tại màn hình Start các bạn bấm vào New Project, tạo một project mới cho mình. Trên này các bạn có tên vào, mình ghi Demo Scroll Text. Các bạn viết tên cũng được. Rồi, các bạn bấm OK. Rồi, tiếp theo thì các bạn kéo một cái video thả vào trong phần project suộc. Đây ạ, project, tên của đấy các bạn ấy, trong phần suộc nhé các bạn nhé. Rồi các bạn kích vào, chuột phải chọn inbox cũng được. Mình kéo mình tháo cho nó nhanh. Rồi xong, các bạn kéo tháo trong timeline. Rồi OK. Chúng ta đi vào nội dung chính. Thì để làm được cái chữ chạy ngang màn hình thì các bạn có thể có nhiều cách. Các bạn có thể dùng phần mềm của bên thứ ba, các bạn tạo chữ các bạn chèn vào, hoặc dùng Photoshop cũng được. Mà tuần này mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng trên chính cái tool gọi là title tool của thằng Premiere luôn. Đầu tiên các bạn vào menu title, chọn new title, new background. Đây, title này, new title, default ground. Rồi, tại đây các bạn chọn cho mình cái khung hình của video nền đấy các bạn. Hiện tại cái khung hình của chúng ta, các bạn xem ở đây, thấy các bạn thấy không? Info, video info 1080 đây. Thì các bạn chọn title, new title, default ground. Mặc định nó sẽ lấy luôn cái frame, tức là cái khung hình, chiều rộng, chiều cao của cái video các bạn đang làm nền, hoặc là khung của cái project của các bạn, cái size của project các bạn. Rồi, tới đây các bạn đặt tên, các bạn viết tên cũng được, tên của cái text các bạn nhé. Rồi, bạn ấn OK. Tham bay cái FPS thì các bạn chọn cho nó khớp với video. OK. Rồi, đây là cái giao diện, cái cửa sổ của phần title tool, tức là cái công cụ để vẽ tạo chữ, tạo văn bản. Rồi các bạn chọn vào chữ T này, title tool, để các bạn sau đó các bạn bấm vào giữa. Đó, các bạn gõ chữ. Đấy. Hoặc là các bạn có thể copy chữ bên ngoài vào. Mình có chuẩn bị sẵn một đoạn chữ, mình copy vào. Rồi, Ctrl V là xong. Các bạn Ctrl A, các bạn chọn lại phông cho nó, phông family. OK ha, phông family, chọn một cái phông mà các bạn ưa thích. OK, ví dụ mình tạm vậy đi, phông style, chọn cho nó một cái màu. À đây là cái màu của chữ này các bạn này, fill nhá. Mình chọn cho nó cái màu trắng. Rồi chọn cho nó một cái viền, phần stroke các bạn chọn viền nhá. Viền thì các bạn chọn viền bên trong hoặc viền bên ngoài của chữ. Đây mình chọn viền bên ngoài, bấm S, chọn màu. Tôi chọn một cái màu nổi tí, rồi màu tím. Đó, cái độ dày của cái viền các bạn có thể nhập vào hoặc các bạn kéo lên. Đó, mình để vào cho nó dễ phân biệt. Rồi đổ bóng luôn, shadow. Thì cái thuộc tính của cái chữ này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trong cái phần title property, mình không nói nhiều về nó. Rồi sau khi mà các bạn xong thì các bạn bấm cái nút close này. Rồi, thì nó sẽ tạo ra một cái title, một cái đối tượng là văn bản ở bên sổ của các bạn. Thì bên cửa sổ sổ là các bạn chỉ cần giữ kéo thả vào đây, thả vào cái video 2, cái V2 này, cái check 2 này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Kéo vào nha, các bạn có thể sửa chữ này và nhấp đúp vào, nó mở lại cửa sổ đó. Thì đây, để tạo chữ chạy ấy, do đây là do mình tạo trước rồi nó nhớ các bạn ha. Thì đây các bạn này, tạo chữ chạy này. Đấy, các bạn di chuyển cái thanh trượt về đầu video. Đây các bạn chọn nhá, chọn vào công cụ select tool này, công cụ dấu mũi tên ở trên này. Rồi các bạn nhìn thanh trượt phía dưới này, các bạn kéo về đầu video. Ok. Sau đó các bạn bấm giữ di chuyển cái text của các bạn, cái văn bản của các bạn, cái dòng chữ của các bạn ra ngoài, bên ngoài của cái video, ở cái vị trí mà các bạn muốn cho nó hiển thị nha. Đấy, ví dụ mình để đây, muốn hiển thị ở đây đó, để đấy chẳng hạn. Rồi xong rồi, sau đó các bạn tiếp tục, di chuyển cái thanh trượt về cuối của video. Bấm đây, các bạn kéo về cuối. Rồi tại đây các bạn chọn lại công cụ text title, các bạn bấm vào cuối của cái text đấy, cái dòng chữ của các bạn ấy, các bạn đè chữ, đè cái phím khoảng cách, phím white space đó. Đó, khi nào mà các bạn thấy video cái chữ cuối cùng ấy nó ra khỏi cái video bên trái, cái là video bên trái, thì các bạn dừng lại và các bạn kết thúc. Rồi các bạn bấm close xong, con chạy thử, con thấy chưa, chữ nó chạy rất là nhanh. Mặc định của thằng Premiere là nó chạy có 5 giây, speed của nó là 5 giây. Thì các bạn có thể thay đổi bằng cách kéo cái chiều dài của cái text ra. Đấy, các bạn thấy không, nó chạy chậm lại. Các bạn muốn có nền thì các bạn có thể dùng Photoshop tạo một cái nền. Mình tạo sẵn một cái nền đây, mình bỏ vào, đặt ở phía dưới của nó. Đấy, chữ lệch đúng không ạ? Chữ lệch thì các bạn chỉnh lại chữ, nhấp đúp vào cái dòng text. Đấy, thì các bạn kéo về đầu nhé. Chọn công cụ select, bấm vào cái dòng chữ của mình, đẩy lên. Đấy, sao cho nó hợp lý. Rồi tắt lại, đóng lại. Đấy, chạy thử theo, ok ạ. Mình làm cơ bản nhất thôi để các bạn có thể dễ nhớ. Rồi sau đó các bạn làm các cái thao tác nó phức tạp hơn, cầu kỳ hơn. Xong hoàn chỉnh thì các bạn bấm phím End để cho con chó nó nhảy về cuối của cái video, phím End nhé. Đấy, rồi sau các bạn bấm phím O. Đấy, các bạn bấm phím Home, bấm phím Y, chữ Y ngắn. Rồi xong, bây giờ các bạn xuất video vào file. Mình làm cái bước này cho một số bạn không chuyên, các bạn có thể làm được từ đầu đến cuối. Rồi các bạn file, export media. Rồi xong, các bạn chỗ quality, chất lượng video, các bạn kéo max lên cho mình. Ok. Output name thì các bạn bấm vào, các bạn chọn cho nó một cái tên. Demo text. Scroll text. Các bạn biết tên mình được. Tên là tên video mình xuất ra đấy. Rồi save. Rồi format thì các bạn chọn MPEG 2, sẽ ra chất lượng là Full HD. Rồi các bạn bấm vào nút export. Rồi các bạn chờ một lát cho phần mềm nó render và nó lưu video cho các bạn. Sau khi xong thì các bạn sẽ có một cái video hoàn chỉnh, các bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức. Nội dung của clip đây kết thúc. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn mới làm quen với Premiere, phục vụ được cho công việc của mình. Nếu thấy video có ích, các bạn vui lòng cho mình xin một like, chia sẻ cho mọi người cùng biết và bấm theo dõi kênh của mình để cập nhật những clip mới nhất cũng như là để cổ vũ động viên cho mình. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.